Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn. Câu hỏi 1: Thế nào là một mô hình đào tạo tăng sĩ trong bối cảnh xã hội hiện đại? Việc chia sẻ về mô hình đào tạo tăng sĩ trong thời hiện đại đó thường đặt trên kinh nghiệm của cá nhân nhiều hơn là một mô hình của toàn giáo hội, vì điều đó nó liên hệ đến cả một tập thể lãnh đạo ban giáo dục tăng ni trung ương và tập thể của các vị tôn đức lãnh đạo 55 ban giáo dục tăng ni cấp tỉnh thành. Chúng tôi được may mắn theo học với nhiều trường phái Phật giáo khác nhau. Từ lúc mới vào chùa vào năm 1983, được học thiền tổ sư bao gồm Công Án và Thoại Đầu gần 2 năm với Hòa Thượng Thích Duy Lực, và thiền Đại Thừa Viên Giác trong vòng 6 năm với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, học thiền Tứ Niệm Xứ 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở với Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi ra thì còn cơ hội học về Đạo Phật Nguyên Chất, tức là Đạo Phật Nguyên Thủy, và Đạo Phật Đại Thừa với rất nhiều quý hòa thượng, cũng được xem là pháp khí của Phật giáo trong giai đoạn những thập niên đó. Thì cái mô hình đào tạo của chúng ta đó, trong bối cảnh trước năm 75 và sau năm 75 đó, nó liên hệ đến cái tính gia giáo nhiều hơn là một cái hệ thống tổ chức giáo dục theo đúng nghĩa của nó. Trước năm 75 thì chúng ta có hai mô hình giáo dục chính: mô hình giáo dục đại học Vạn Hạnh, và dưới cấp đó như là một cơ sở nền tảng đó là hệ thống trường trung học Bồ Đề. Cho đến năm 1975 đó, trên toàn quốc chúng ta có khoảng 160 trường trung học Bồ Đề rải khắp các tỉnh thành, đặc biệt là từ miền Trung cho đến mũi Cà Mau. Và hệ thống này đã ngừng hoạt động do quy định lúc bấy giờ không cho phép các hệ thống tư thục được tiếp tục phát triển. Một mô hình thứ hai mang tính cách tu tập và là Phật sự đó, đó là mô hình trường cao đẳng Phật học đặt cơ sở tại chùa Huệ Nghiêm, đối diện với bến xe miền Đông. Và hiện nay tới mô hình đó cũng được cải biên dưới hai hình thức. Thứ nhất á, nó trở thành như là cái chương trình tu học tỉnh lược tại các thầy viện do Hòa Thượng Thích Tinh Từ hướng dẫn. Và mô hình thứ hai đó là chính trường cao đẳng Phật học hiện có trong các tỉnh thành Việt Nam hiện nay, với chương trình được gia giảm ít nhiều so với chương trình có trước năm 75. Mặc dù gọi là một mô hình đi theo phương pháp tu tập và làm đạo, nhưng chúng ta có khuynh hướng là đặt cái danh xưng của nó đó tương thích với cái hệ thống giáo dục ngoài đời. Và vấn đề rắc rối là nằm ở chỗ này: chúng ta đã có một cái hệ thống giáo dục và đáp ứng với thế học, đó là trung học Bồ Đề, mà cao nhất của nó là tú tài toàn phần, bây giờ gọi là lớp 12. Và sau đó đó, chúng ta sẽ lên thẳng trên đại học để học 4 năm về cử nhân. Mà vào thời điểm đấy chúng ta đã đi theo chương trình tín chỉ của Mỹ, và sinh viên giỏi đó có thể rút ngắn cái thời gian học từ 2 năm rưỡi cho đến 3 năm là hoàn tất. Sau đó thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ từ 2
cho đến 5 năm theo quy định chung của phần lớn các trường. Như vậy cái mô hình đạo dân hạnh về trung học bộ đề là một mô hình nó ứng khớp với bộ giáo dục trước 55 và tiếp tục bây giờ nó cũng hoàn toàn tương thích. Còn hệ thống cao đẳng Phật học chủ yếu là đào tạo vấn đề nội điển để giúp cho các vị tăng ni khi trải nghiệm 2 cho đến 4 năm theo chương trình lúc bấy giờ có thể giảng kinh thuyết pháp với tư cách như là một kỹ sư tâm hồn, tức là nắm vững được tất cả những pháp môn hành trì, có thể tư vấn cho các Phật tử trong vấn đề giải quyết các vấn nạn khổ đau và đưa Phật giáo vào trong các lĩnh vực ngành nghề của xã hội để làm cho đạo Phật đó trở thành sự lựa chọn tâm linh. Nhưng vì chúng ta dùng cái từ cao đẳng Phật học giống như hệ thống dục công đoàn, cho nên đó, cái khuynh hướng đi theo pháp môn và làm cái Phật sự đó nó bị mờ nhạt dần. Và sau năm 75 đó thì Giáo hội Phật Việt Nam của chúng ta đó đã bổ sung cái phần chương trình trung cấp Phật học, vì nói là nếu không có trung cấp làm sao có cao đẳng, nó giống như bên ngoài là trung học nghề. Rồi từ cái trung cấp đó chúng ta lại đẻ ra thêm một cái chương trình là sơ đẳng Phật học khoảng 2 năm. Và cái quy trình này đã làm cho cái hệ thống giáo dục vốn đặt nặng về vấn đề nội điển và phục vụ cho các Phật sự theo nhu cầu tại các chùa đã trở thành một cái chương trình học theo trình tự giống như là thế học, và do đó nó không còn mang cái nét đặc thù giống như là trước năm 75, một hệ thống của cao đẳng chuyên nội điển và một hệ thống đáp ứng cho nhu cầu xã hội. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta có được 3 học viện cho người Kinh. Thành phố Hồ Chí Minh là mạnh nhất, Huế và Hà Nội cũng có 2 học viện, nhưng mà số lượng tân sinh thì không nhiều, thành phần giảng dạy tại các trường đó thì cũng không có phong phú bằng như là ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, trên toàn hành tinh này những nước truyền thống Phật giáo như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, những nước Phật giáo đại thừa như là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng, không có nước nào có hệ thống sơ đẳng Phật học, trung đẳng Phật học, cao đẳng Phật học như Việt Nam chúng ta hiện nay. Đó là lý do mà chúng tôi nói là vấn đề nó nằm ở chỗ là sử dụng cái từ ngữ, và do vì cái từ ngữ nó dẫn đến những cái loại suy. Tại sao có cao đẳng mà không có trung đẳng? Tại sao có trung đẳng mà không có sơ đẳng? Và do vậy đó, để có được một người có bằng cử nhân Phật học, chúng ta phải mất trung bình là 10 năm, 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung đẳng, 2 năm cao đẳng là hết 8 năm rồi. Và cử nhân học giỏi phải là 3 năm. Như vậy là 11 cho đến 12 năm mới đào tạo ra một người có cử nhân. Đang khi trên khắp thế giới và trước năm 75 đó, chúng ta chỉ mất 4 năm là có được cử nhân Phật học, 8 năm là ta có được một tiến sĩ trình độ chuyên môn sâu sắc về hoặc là đạo Phật nguyên thủy hay đạo Phật đại thừa. Và nếu như trong những năm tới chúng ta không mạnh dạn thay đổi cái cơ cấu phân bổ niên cho các trường Phật học của chúng ta đó, thì tăng ni Việt Nam sẽ bị thiệt thòi. Chúng tôi may mắn hơn các vị đồng học ở chỗ đó là mình nhỏ hơn các vị đồng học đó khoảng 10 tuổi, và hoàn tất cái chương trình học tiến sĩ đó thì cũng trẻ hơn các vị đi trước là khoảng 10 tuổi. Nhưng mà nếu so với chúng bạn á, thì chúng tôi vẫn bị già hơn là 6 tuổi. Và nếu ta cộng hai con số đó lại thì các vị tu sĩ bình thường còn lại của Phật giáo Việt Nam khi tốt nghiệp tiến sĩ là 40 mấy cho đến 50 rồi. Đang khi ở cái tuổi đó là ta chuẩn bị đi về hưu. Và với cái đà này đó thì cái nguồn chất xám mà chúng ta đào tạo ra đó, thời gian còn lại để phụng sự cho Phật pháp là không nhiều. Đó là một vấn nạn lớn. Cách đây gần 4 tháng tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội ở Sóc Sơn, Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương đã họp cho chương trình hội thảo giáo dục Phật giáo toàn quốc vào cuối tháng 10 để chào mừng 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chúng tôi đã có phát biểu và được sự tán đồng của lãnh đạo Ban Dân tộc Tăng Ni Trung ương, đó là chúng ta phải mạnh dạn cải cách chương trình Phật học trên toàn quốc. Việc cải cách đó bao gồm như sau: trước nhất là về số lượng thời gian năm, gộp các chương trình sơ đẳng và trung đẳng lại làm một, và thời gian học tối đa là 2 năm, nhưng mà tốt nhất là nên 1 năm. Thì trong năm này thì sau khi xuất gia thì tất cả các tăng ni bị bắt buộc phải về học, chủ yếu là chương trình các pháp môn tu tập trong các chùa tại Việt Nam, lấy 3 pháp môn chính là Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông. Và ta phân tích ứng dụng các nghi thức tụng niệm được sử dụng rộng rãi trong các tông phái. Học về giới luật bao gồm quan nghi tế hạnh, cách thức thực tập và những cái phương pháp và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và vẫy tay chào với thói quen phàm tục. Ta học về Phật pháp căn bản và học về cuộc đời Đức Phật. Chừng đó trong vòng 1 năm là quá đủ. Như vậy là khi mới bắt đầu vào chùa là chúng ta đã có được cái cơ hội hiểu sâu về giáo pháp, hiểu sâu về các nghi thức mà mình trải nghiệm. Và năm sau nếu đi tu đúng tuổi và học đúng tuổi thì 19 tuổi là vào chương trình cử nhân Phật học, tốt nghiệp cử nhân ở tuổi 23, lớn hơn sinh viên ngoài đời trung bình là 1 tuổi. Nhưng mà vững chãi về Phật pháp, vững chãi về thế học, vững chãi về pháp môn, vững chãi về cách hành đạo, tu đạo sẽ đảm bảo giúp cho được những vị tăng ni sinh tốt nghiệp đó làm được một số Phật sự căn bản ở tại các chùa, đưa các vị trụ trì giao phó. Giờ chương trình thạc sĩ chúng ta đào tạo như khắp thế giới 2 năm, tiến sĩ 2 đến 5 năm tùy theo đề tài. Như vậy để có được một tiến sĩ ta mất có 9 năm thôi. Vấn đề còn lại là việc thọ giới nên chậm rãi, không nên quá nhanh. Học á, thì học càng sớm càng tốt, vì giáo pháp và có khả năng giải phóng nỗi khổ niềm đau, giải quyết các vấn nạn. Và hiện nay chúng tôi được đặc trách biên soạn cái chương trình cải cách đó, và sẽ có thảo luận rộng rãi vào cái hội thảo sắp tới tại Hà Nội, nếu cái dự án đó được sự ủng hộ đồng tình lớn ấy, thì chúng ta sẽ có những cái bước nhảy vọt so với cái bối cảnh giáo dục ở trong nước, nhưng chỉ là một cái bước khởi đầu so với giáo dục Phật giáo trên toàn cầu. Điều thứ hai về phân bổ dùng cho các trường lớp Phật học ấy, thì đề xuất của chúng tôi cũng đã được phần lớn các vị lãnh đạo Ban Giáo dục Tăng Ni đồng thuận ở mức độ căn bản. Đó là hiện nay chúng ta có quá nhiều các trường trung đẳng Phật học phân bổ theo từng tỉnh. Điều đó nó dẫn đến các hệ quả như sau: khi một tỉnh mình không đủ các nhân sự giảng dạy giáo dục chuyên môn và số lượng tăng ni sinh ngày càng giảm sau mỗi khóa, thì một số trường sẽ có nguy cơ là đóng cửa bắt đầu từ khóa thứ 3 trở đi, bởi vì không có người học. Do vì mình muốn duy trì một cái trường trung đẳng để có thể ngang bằng với các tỉnh hội lân cận đó, hầu như là tăng ni sinh nào vào dự học rồi cũng tốt nghiệp, không có thể chế lưu ban. Cái chất lượng đào tạo khó có thể được đảm bảo, chỉ bằng chúng ta phân bổ theo vùng. Mỗi một vùng đó có thể có một cái trường đào tạo liên tỉnh 2-3 tỉnh và ở tập trung nội trú tại một tu viện. Và ta thỉnh mời các vị giảng viên Phật học có chiều sâu, có kinh nghiệm, có uy tín và độ chuyên môn vững để hướng dẫn. Và do đó bất kỳ ai tốt nghiệp chương trình Phật học, tạm gọi như là dự bị, với trong vòng 1-2 năm là đảm bảo nắm vững về lý thuyết Phật pháp, nắm vững về sự thực tập trong các pháp môn
và các Phật sự tại các chùa. Người đó nếu không có cơ hội học lên trên chương trình cử nhân trở lên thì vẫn đủ sức để làm các Phật sự được giao phó. Và điều này là cực kỳ khó, vì chỗ nào đã có trường rồi thì cái khuôn nước người ta không muốn dẹp đi. Và phân bổ không thích hợp, số lượng trường quá nhiều, kinh phí chúng ta đầu tư cũng nhiều mà hiệu quả Phật sự về giáo dục là không cao. Học viện Phật giáo Việt Nam là cái đầu tiếp nhận chương trình cử nhân đông nhất trước năm 75 và như hiện nay cũng thế. Nhiều khóa tuyển sinh từ khóa 6, 7, 8 khi tôi có cơ hội tham gia vào cái bộ phận cải cách chương trình giáo dục của trường thì có một cái nhận xét từ cái thống kê thực tế như sau: rất nhiều các tăng ni sinh tốt nghiệp trung đẳng Phật học nhưng mà khi thi tiến sĩ lại rất, đang khi rất nhiều các sa di sa di ni chưa từng trải qua một trường trung cấp nào, chỉ tốt nghiệp lớp 12 lại thi đỗ đạt điểm cao. Cũng có số rất nhiều các tăng ni sinh tốt nghiệp cao đẳng là bị rớt, hoặc nếu đậu lại đậu điểm thấp. Thông thường đó thì người đã học rồi phải được điểm cao, tại sao lại thấp hơn là người chưa học? Đó là một phần gián tiếp để nói về cái chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo của chúng ta. Nếu chúng ta không mạnh dạn đánh giá và nhìn lại những vấn đề như thế này thì cái hậu quả là khi tốt nghiệp á, chúng ta không có cái nguồn ra làm các Phật sự có hiệu quả. Do đó tổ chức đào tạo liên tỉnh sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái nguồn ngân sách giáo dục tại các tỉnh thành, nâng cao được cái tính chất lượng trong đào tạo và giảng dạy, và cái người học tiếp thu cũng được đảm bảo hơn. Vấn đề 3, tính liên thông và liên kết trong đào tạo Phật học. Hiện nay trên toàn hành tinh, Việt Nam cũng đang đi theo mô hình này trên dưới là 10 năm. Tất cả các sinh viên tốt nghiệp từ trường cao đẳng trong hệ thống liên thông sẽ được chấp nhận học chương trình cử nhân Phật học nói tiếp với thời gian là khoảng 2 năm rưỡi là hoàn tất được cử nhân. Hiện tại đó, vì chúng ta chưa có được một cái bộ giáo tài đồng nhất cho các trường, cái chương trình đào tạo đồng nhất cho các trường, cho nên đó là các học viện khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các tân niên sinh nào đã tốt nghiệp cao đẳng dầu chương trình 3 năm cũng phải học lại từ năm thứ nhất tại học viện. Vì vậy chúng ta đã phí đi mấy năm đào tạo. Cái khó khăn là bởi vì ban giáo dục tân niên trung ương chưa chấp nhận được cái chương trình đào tạo liên thông, mà xu thế thế giới đã đi trước chúng ta đến cả trăm năm như thế. Và nếu như tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì sự thiệt thòi đó nằm về phía tăng ni sinh, và tổn thất về ngân sách giáo dục của Phật giáo là điều không thể tránh khỏi. 2 năm trước Học viện Phật giáo Việt Nam đã có cái kế hoạch nối kết được 3 trường cao đẳng bằng cái chương trình liên thông đào tạo, nhưng hội đồng trị sự vẫn chưa thông qua được vì ban giáo dục tăng ni trung ương chưa có cái sự đồng thuận cao. Đó là cái cơ chế hoạt động của giáo hội chúng ta. Một là mình đi theo cái mô hình giống như giáo dục bên ngoài, nó có cái kinh nghiệm cái hàng ngàn năm. Hai là chúng ta đào tạo chuyên về Phật giáo giống như là truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Họ chẳng cần đến bằng cấp gì, họ chẳng cần đến các cấp học gì, chương trình đào tạo từ thấp đến cao về pháp môn hành trì, mà đỉnh cao nhất của đó là bằng GC. Tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng khi tốt nghiệp ra vẫn có được cái cơ hội để đóng góp các Phật sự ở cái tầm quốc tế. Còn ở phương diện cái tầm quốc gia thì khỏi nói ra. Ta phải rạch ròi về cái khuynh hướng giáo dục, hoặc là đi theo cái hướng toàn thế giới đã đi, hoặc là ta đi theo cái hướng truyền thống của tâm linh Phật giáo, hoặc là chúng ta có một cái sự song hành. Tính rạch ròi minh bạch đó sẽ giúp cho cái nền giáo dục Phật giáo được tốt hơn. Một hệ quả của chương trình đào tạo song song hiện nay theo chúng tôi là
Khi mình bắt một chương trình trung cấp Phật học được diễn ra trong vòng 4 năm, các chú sa di, sa di ni, thức somanani và tỳ kheo trẻ buộc phải học song song hai chương trình cùng một lúc. Và hệ quả tất yếu kéo theo sau là phần lớn 90% buộc phải học bộ túc dân quá. Bởi vì chương trình giờ giấc nó trùng với bên ngoài đời, và nếu không có trùng ngoài đời đó thì không có đủ mấy người có thể học tốt hai chương trình. Sáng thì chương trình thế học, chiều chương trình Phật học, tối về tụng kinh, thời gian nó học bài. Và kết quả là khi học và tốt nghiệp chương trình bổ túc văn hóa, trình độ căn bản về thế học của tăng ni sinh là không vững. Cho nên là khi lên chương trình cử nhân ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam là bê không nổi, theo không kịp. Vì cái chuẩn đào tạo ở học viện có thể nói là cao nhất Đức hiện nay trong các trường Phật học, và đã đúng với cái tiêu chuẩn quốc tế. Một hệ quả khác không thể phủ định, vì học 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung cấp, 2 đến 3 năm cao đẳng, thì khi lên học ở trên chương trình cử nhân Phật học đó, có một số môn nền tảng phải học lại. Tăng ni sinh nào đã học rồi thì có cảm giác là mình đã biết, nhưng mà trên thực tế là biết không đến đây đến chốn. Vì cái chương trình thi cử và đào tạo ở các cấp bên dưới, ở các trường khác là quá dễ dàng. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng bị bão hòa trong việc tiếp nhận kiến thức Phật học ở các cấp đại học. Đang khi các cô chú xuất gia trẻ đó thì thấy đây là một cái biểu Phật pháp mênh mông, mới toanh, và do đó phải rất là chăm chú nghiên cứu ngày và đêm, cho nên kết quả là tiếp nhận được cái nguồn tri thức rất mới, rất nền tảng, rất vững. Đó là cái sự khác biệt tại sao người học lâu mà lại kết quả thấp, mà người mới học lại có kết quả cao. Do đó thầy chúng ta cũng nên duy trì hai hệ thống như trước năm 75 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã là hệ thống giáo dục phù hợp với bộ giáo dục đào tạo, có cái trung học bồ đề. Hiện nay chúng ta bỏ ngỏ phương diện này, đang khi chính phủ đã cho phép các hệ thống tư thục trên dưới là 20 năm nè. Và chương trình đại học của chúng ta nó phải thích ứng với cái xu thế phát triển của toàn cầu. Đó là hệ thống tín chỉ mà từ năm 2005 học viện chúng ta đã đi theo rất thành công. Và thời điểm đó học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh là một trong rất ít các trường trong nước đi theo mô hình tiên tiến này và được Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá cao. Bên cạnh đó thì chương trình đào tạo về pháp môn hành trì đó đã đừng nên quá dài. Kinh nghiệm đào tạo về Phật giáo ứng dụng đó, chỉ chừng 2 năm. Và để làm cái chương trình đó được tốt đó, thì ta tránh học một cách chi tiết, học từ chương như là hệ thống giáo dục chúng ta hiện nay. Ví dụ như kinh 42 chương, kinh Thập Thiện, kinh Bát Đại Nhân Giác, rồi kinh Di Giáo, kinh Pháp Cú, kinh Bách Dụ, theo chúng tôi đều là những bài kinh dạy về Phật pháp căn bản. Thay vì chúng ta học từng kinh một thì học tư tưởng Phật giáo gốc, gồm có các vấn đề Phật học, chẳng hạn như bối cảnh đạo Phật ra đời, rồi triết học căn bản của đạo Phật, rồi vấn đề tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, nhân quả, duyên khởi, rồi niết bàn, vân vân. Và đang khi học thì mình trích dẫn những cái bài kinh có liên hệ đến, thì chúng ta không phải mất thời gian nhiều đến thế để học chi tiết các bản kinh vừa nêu. Bởi vì về văn bản học đó, trong giáo dục học đường đó, người ta học ở những năm cuối của chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Đang khi đó cái mô hình giáo dục của chúng ta lại học ở những cái năm học vỡ lòng. Mổ xẻ về văn bản học đó đòi hỏi về cái kiến thức ngôn ngữ nguồn Bali, Sanskrit, Hán, Tây Tạng. Đó là cái quy trình đào tạo của chúng ta nó có phần là ngược và đối lập với cái xu thế của thế giới. Kết quả đào tạo không cao.
Hầu như là phần lớn các chùa không hề có những cái hướng dẫn về các thầy khóa tụng niệm nơi chùa mình sử dụng. Các cái thức làm đạo đối với các công tác Phật sự mà người Phật tử có thể có nhu cầu cần đến sự trợ giúp của các nhà tâm linh. Và do vậy thì mỗi nơi làm mỗi kiểu, không có một kịch bản quốc tế, không có một kịch bản quốc gia, không có một kịch bản mang tính tỉnh thành. Chỗ nào khá do cái sự tự phát của cá nhân của vị trụ trì hay là một vị hỗ trợ nào đó, Phật sự chỗ đó được thành công, những chỗ còn lại gần như không hề biết đến. Đó là lỗ hổng về cái cơ chế tổ chức hành chính của toàn giáo hội chúng ta. Ban bề thì nhiều mà làm Phật sự thì chẳng bao nhiêu, bởi vì kịch bản không có. Cho nên đào tạo một tăng sĩ trong bối cảnh hiện đại đó, nếu để làm Phật sự tại các chùa và giáo hóa chúng sinh đó, theo chúng tôi 4 năm là quá đủ. Học về các pháp môn căn bản, chiều sâu lẫn chiều rộng. Học về các cái phương diện Phật sự, chẳng hạn như là giáo dục, hoằng pháp, quản trị tự viện, đào tạo tăng chúng, rồi đáp ứng các cái nhu cầu hôn, quan, tang, tế và nhiều cái nhu cầu xã hội khác. Trong vòng 4 năm là một tu sĩ có thể làm Phật sự tốt rồi, nhờ vào cái chất liệu sâu sắc của Phật pháp trong các kinh điển. Còn để làm các công tác giáo dục tại các trường lớp Phật học hay là các trường lớp thế học đó, thì đòi hỏi chúng ta phải có bằng cấp và nâng cái trình độ chuyên môn và chuyên sâu cao hơn. Để đáp ứng được cái nhu cầu đó, chúng ta đi theo học ở học viện từ cấp cử nhân trở lên. Và năm nay đó, chúng ta lần đầu tiên tổ chức thử nghiệm chương trình thạc sĩ Phật học. Vì những cái giới hạn và khó khăn bởi cái thể chế quản lý nhà nước đang áp dụng hiện nay tại Việt Nam. Và theo chương trình đó thì có 9 năm là ta có được một tiến sĩ giỏi về Phật pháp rồi. Có thể tổ chức các hội thảo quốc tế và quốc gia. Có thể có những cái công trình nghiên cứu mang tính học thuật về truyền thông học thuật tiêu chuẩn với các giáo sư và các vị tiến sĩ đầu ngành trong các lĩnh vực trong nước và ngoài nước. Và hai cái nước này là nên hỗ trợ và bổ sung cho nhau, đừng cho cái phần này là trọng, phần kia là yếu. Thì cái mô hình đào tạo truyền thống ấy, rất là cần thiết để đi về phương diện ứng dụng Phật học. Ở phương diện đào tạo bài bản mang tính cách là học thuật cao đó, thì cũng cần phải có để chúng ta có những cái tầm vóc về học thuật đáp ứng được cái nhu cầu tri thức của giới tri thức và giới trẻ trong một nước. Mà nếu không có nó, có tính thuyết phục người ta đến vào đạo đó là không cao. Mơ ước bao giờ cũng có, mà tính thực tiễn và cái kết quả đạt được từ những cái dự án này như thế nào đó, thì chúng ta phải trông chờ vào rất nhiều các điều kiện thuận duyên. Rất mong nếu Chư Tôn Đức khi được hỏi và xin ý kiến về chương trình cải cách đó, thì cũng xin quan hệ ủng hộ cho. Mà không chúng ta vẫn mãi là một hệ thống giáo dục Phật học lạc hậu, đi sau các nước, ngay cả những nước Nam Tông đến vài chục năm. Cái thiệt thòi là Phật giáo Việt Nam, quần chúng Phật tử Việt Nam. Câu hỏi 2: làm thế nào để vượt qua các kỳ thị và phân chia vùng miền tâm phái trong Phật giáo Việt Nam? Đó là nỗi đau chung của Phật giáo Việt Nam trong rất nhiều thập niên vừa qua. Cái cộng nghiệp của người dân Việt Nam vô hình chung là chú trọng về cái tính vùng miền và kỳ thị phân biệt. Trong thời thế chính trị trong nước cũng thế. Vì cái ảnh hưởng đó mặc dù không nhiều như là ngoài đời, vẫn có ở trong giáo hội của chúng ta trước năm 75 và sau năm 75. Hiện tại thì chúng ta có hai văn phòng giáo hội, văn phòng 1 ở quán sứ, văn phòng 2 tại Thiền viện Giảng Đức, Sài Gòn. Và chúng ta có cái mặc định về hành chánh Phật sự như sau: từ Bình Trị Thiên trở ra đến hết toàn bộ các tỉnh miền Bắc thuộc về cái quyền quản lý hành chánh của văn phòng 1. Từ
quản trị xuống đến mũi Cà Mau thuộc về cái quyền quản trị hành chính của văn phòng hai giáo hội, và hai bên không can thiệp với nhau, mặc dù là có hỏi ý trong một số tình huống cần thiết về việc phân bổ nhân sự, phân bổ phật sự và triển khai các cái chỉ thị, thông tư, thông bạch của giáo hội trung ương và hội đồng chứng minh của giáo hội chúng ta. Và khi cơ cấu nhân sự cho các cái đại hội đại biểu toàn quốc đó, thì hầu như là chúng ta nhắm đến cái phần vùng miền và hệ phái rất cao. Ví dụ như ta căn phần miền Bắc bao nhiêu phó chủ tịch, rồi miền Nam bao nhiêu phó chủ tịch, và chủ tịch giáo hội, tổng thư ký giáo hội trong nhiều nhiệm kỳ qua là miền Nam, để nó đẩy mạnh cái phong trào phát triển Phật giáo. Và pháp chủ thì gần như là miền Bắc từ lúc thành lập giáo hội cho đến bây giờ. Đó là cái cách phân bổ ít nhiều đặt trên cái thể chế của phân biệt và vùng miền. Chúng ta không có quan tâm đến cái tính hiệu quả là đặt một vị nào vào vị trí gì để cái hiệu quả Phật sự đó nó được cao. Giới hạn đó vẫn còn là nỗi ám ảnh cho rất nhiều năm sắp tới. Tương tự đối với các cái ban ngành trung ương, hầu như là chúng ta không có bầu cử, chúng ta không có bỏ phiếu kín, mà cái vị trưởng ban tự sắp xếp các nhân sự theo ý mình muốn, trình lên hội đồng trị sự rồi thông qua một cách rất là dễ dàng. Và như vậy nó dẫn đến tình trạng là mình quen với vị nào, hợp gu với vị nào thì mình mời vị đó vào tham gia với mình. Còn những vị khác thì giàu có khả năng, có tâm đức, tài đức và năng lực Phật sự thì cũng đành chịu là đứng ngoài dòng, giàu có muốn cũng không có cơ hội để đóng góp. Những vấn đề như thế này thì đây đó ít nhiều gì có người biết, có người không biết. Nhưng mà nói mạnh dạng thì nó là một vấn đề tế nhị. Chúng tôi bị mang tiếng là người nói thẳng. Và thường cái nói thẳng nó dẫn đến một số rắc rối cho bản thân. Và nếu như chúng ta cứ khen cái hệ thống mà vốn nó chưa được hoàn chỉnh, thì đến bao giờ Phật giáo chúng ta mới đi lên được? Đó là một vấn nạn, đó là một cái dấu hỏi to. Chúng ta không có những cái phiên chất vấn giữa nhiệm kỳ, kết thúc nhiệm kỳ về các Phật sự và thành quả Phật sự, mà khi giáo hội giao trọng trách trên đôi vai của mình. Trong các phiên họp của hội đồng trị sự 6 tháng mỗi năm và cuối năm, có một số đại biểu đặt ra câu hỏi, một vài ban ngành chúng tôi xin tạm dấu tên: từ lúc thành lập giáo hội cho đến bây giờ ngót 35 năm chưa từng có một phiên họp, vậy làm Phật sự làm sao có? Nhưng mà thỉnh thoảng đến cuối nhiệm kỳ vẫn có bằng khen tiêu duy công đức. Đó là cái cách tổ chức thiếu chuyên môn của chúng ta. Vì mình đặt nặng về cái mô hình với danh xưng nhiều hơn là những cái triển khai Phật sự, những cái dự án 10 năm, 20 năm, ngắn hạn hơn là 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Các ban ngành trung ương có cái nước là gom góp các cái Phật sự và thành quả Phật sự của các tỉnh thành về để báo cáo vào mỗi cuối năm thôi. Và so với các tôn giáo bạn đó, chúng ta bị bỏ lại rất xa ở ngoài sau lưng. Và nếu như không quy hoạch Phật sự, không có kế hoạch Phật sự, không có những cái chiến lược về chiến thuật về Phật sự đó, thì dầu cho Phật pháp có như là viên kim cương vẫn bị những viên sỏi đá bỏ qua mặt. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Cho nên theo chúng tôi, để mà tránh được cái tình trạng kỳ thị, phân chia vùng miền, tông phái, pháp môn ở trong giáo hội đó, thì chúng ta cần lưu tâm đến bốn vấn đề sau. Thứ nhất là hiệu quả Phật sự và giá trị phụng sự Phật pháp đối với chúng sinh. Khi mình đặt cái điều đó lên cái mối quan tâm hàng đầu đó, thì chúng ta sẽ bỏ qua các cái quyền lợi riêng tư của tông phái, của hệ phái, của vùng miền, của những người thân. Và để làm việc đó cần phải ôn lại những chỉ thị của Đức Phật trong các kinh: này các tỳ kheo,
mỗi người hãy đi một hướng, làm các Phật sự không nên trung lập, để mang lại hạnh phúc cho số đông, đem lại phúc lạc cho chư thiên và loài người. Chứ Đức Phật đâu có nói là này thì kheo ở dùng A, này thì kheo ở dùng B, này thì kheo ở dùng C, không có. Ngày hôm nay cơ cấu chúng ta là đặt trên cái thể chế đó. Hệ phái này có bao nhiêu vị nằm trong hội đồng trị sự trung ương, nằm ở trong các ban ngành trung ương, giáo phái kia còn có bao nhiêu vị, làm như thế chúng ta dàn một cái mặt trận, và dàn mặt trận là không bao giờ có hiệu quả. Thế như nó có một cái hài hòa về các màu sắc, về các bộ phận, mà tính hiệu quả sao không cả. Vấn đề hai, thực tập cái thể chế thuyên chuyển hơn là kế thừa. Đạo Phật dạy chúng ta về cái mô hình vô ngã, tức là đóng góp mà không kỵ công, ỷ sức vào cái thành tựu Phật sự và đóng góp của mình, nó gọi là đóng góp ba la mật. Nhưng trên thực tế đó, thì hầu như chúng ta không hề phân bổ nhân sự theo cái năng lực Phật sự, mà mang tính kế thừa từ việc bổ nhiệm là rất cao. Ví dụ ngôi chùa đó thuộc về cái miền Bắc đang có mặt ở miền Nam, thì sau khi một vị lãnh đạo đó qua đời, thì những người nằm miền Bắc giàu có năng lực Phật sự tốt hay không, người ta quan tâm, ta bổ nhiệm vị đó về để làm Phật sự. Thì thử hỏi làm sao cái tính kế thừa và phát triển từ cái Phật sự quá hưng hiển có thể được đảm bảo ở hiện tại và trong tương lai. Và tương tự các vùng miền còn lại cũng thế, các hệ phái còn lại chúng ta, chúng ta phổ vừa bổ nhiệm theo cái dạng vừa nêu. Đệ tử của vị trụ trì đó sẽ được cơ hội kế thừa làm trụ trì của chùa đó cao hơn là những vị tài đức khác không phải là đệ tử chính thức của mình. Các tôn giáo khác không làm thế, họ không có học thuyết vô ngã, nhưng họ sử dụng được cái mô hình vô ngã của đạo Phật. Họ phân bổ bằng sự thiên chuyển dựa trên tính hiệu quả của công tác được phân công. Vấn đề ba, phân bổ nhân sự phải liên hệ đến cái tính chuyên môn. Hiện nay nó có thể nói là phần lớn các trường Phật học ở cái cấp trung cấp Phật học trên toàn quốc đó, các vị trưởng ban trị sự, phó thường trực ban trị sự, chánh là cái ban trị sự có cơ hội trở thành hiệu trưởng cao, mặc dù mình không có cái bằng cấp yêu cầu về phương diện Phật học. Làm trường là chúng ta không thể bỏ qua yếu tố này, chúng ta lấy cái yếu tố Phật pháp làm chuẩn thôi, và do vậy đó, nó dẫn đến rất nhiều các bất cập. Khi mình không được đào tạo chuyên môn về giáo dục, không học về các cái đào tạo quản trị giáo dục, mà đi vận hành một cái cơ sở giáo dục, chắc chắn cơ sở đó nó chỉ là gia giáo giống như là thầy dạy trò hết. Kể từ khi chúng tôi được cơ cấu vào phó tổng thư ký của học viện vào năm 2005, thì tôi đã đề xuất một cái kế hoạch cải cách nhân sự, rất may đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu vào thời điểm đó đồng thuận. Và chương trình cải cách đó đã diễn ra một cách rất ngoạn mục. Những vị không có bằng cấp đã được thỉnh mời nghỉ hưu, và rất may mắn là các vị hợp tác rất tốt, mở cửa cho cái vai trò của những người nó thích hợp với cái tính chuyên môn và cái yêu cầu của thời đại về cái vai trò đó được có cơ hội tham gia. Và từ thời điểm đó bây giờ thì Nam, Trung, Bắc, Tăng và Ni có cơ hội đóng góp vào cái cơ cấu giáo dục của học viện. Trước đó chưa từng có như thế. Tương tự cho các ban ngành còn lại, bao gồm ban hoàng pháp, ban từ thiện xã hội, ban kinh tế tài chánh, ban văn hóa, ban Phật giáo quốc tế, vân vân. Nếu như cái người không có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm chuyên môn, bằng cấp chuyên môn, được đặt trách vào các ban ngành như thế, thì dầu chúng ta có liệt ra hàng trăm ban, nghe như một hệ thống rất đồ sộ mà thực tế không có hiệu quả. Bởi vì khi được bổ nhiệm vào vai trò đó, chúng ta đâu có cái dự án để làm việc đó, không có. Và đây là cái mô hình chung của Phật giáo toàn nước chúng ta, chứ không phải chỉ riêng một tỉnh thành nào. Điều thứ tư, trẻ hóa và tận dụng cái năng lực của giới trẻ cho các Phật sự có hiệu quả. Điều này đã được Hòa Thượng Thích Trí Quảng kêu gọi trong vòng 20 năm qua, mà tính thực thi của nó đó vẫn còn là một thách đố lớn. Cái phân bổ về giới trẻ trong hội đồng trị sự trung ương
chưa được 5%. Mà trẻ ở trong giáo hội chúng ta được hiểu là gì? Là tầm 40 trở lên. So với bên ngoài đời là tôi nói là già rồi, mà chúng ta được gọi là trẻ thôi. Và cái phân bổ về tri thức ở trong hội đồng trị sự trung ương và các ban trị sự là chưa được là 5%. So với cái phân bổ quốc hội á, là chúng ta kém rất xa. Hiện nay là quốc hội trong nước mình đi theo cái phân bổ giới tri thức là gần như là chiếm trên 50% trong số mấy trăm đại biểu quốc hội toàn quốc. Do lúc còn chưa có hiệu quả cao, huống hồ ta không có người chuyên môn đảm trách các vai trò chuyên môn trên nền tảng năng lực chuyên môn. Thành phố Hồ Chí Minh là một ban trị sự mà có các vị lãnh đạo tôn túc nhiều nhất trên toàn quốc. Nếu ta dựa theo nhóm lứa tuổi thì thành phố Hồ Chí Minh là nhiều vị tuổi từ 65 cho đến 80 mấy là nhiều nhất trên toàn quốc. Lẽ ra là thành phố Hồ Chí Minh phải là cái nơi mà đi đầu tiên phong trong vấn đề cải cách, thì bây giờ chúng ta đang bị cái thực trạng như thế. Và đến lúc mà mình có cơ hội để làm được Phật sự đó thì đã già rồi. Cái quy luật sinh học của cơ thể ảnh hưởng đến cái quy luật tư duy và cái quy luật làm việc đó là điều chúng ta không thể phủ định đó. Hiện nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu đó tuổi 60 là về hưu chẳng hạn thế đối với Nam. Thì đúng cái tháng đó, dầu mình đang lãnh đạo cái vai trò đứng đầu ngành, công chương trình nó được mình đặt ra nó còn đến 7 tháng nữa mới được kết thúc, cũng phải về hưu thôi. Đúng tháng là về hưu chứ không tính theo năm nữa, để tạo cơ hội cho giới trẻ được cơ hội đóng góp. Và ai xung phong về hưu sớm lại được tán dương. Cái văn hóa về hưu đó nó mở cửa cho sự cải cách. Một số quận huyện đang đi đầu về mô hình này, ví dụ như quận Gò Vấp, các nhân sự lãnh đạo cấp quận là có độ tuổi trẻ nhất trên toàn quốc, hai mấy tuổi đó, 23, 24 tuổi gì đó. Những vấn đề này hầu như là chưa từng được thảo luận ở trong giáo hội chúng ta vì những lý do rất tế nhị. Có một lần đại hội đại biểu toàn quốc khi họp báo đó, thì một số nhà báo mới hỏi hòa thượng trưởng ban nhân sự đó, rằng là cái độ tuổi trẻ nhất trong hội đồng trị sự lần này là gì, là bao nhiêu. Thì hòa thượng nói cái này tôi cũng không nắm. Độ tuổi cao nhất trong hội đồng trị sự lần này là gì? 95. Trị sự là làm việc mà. Thì nhà báo họ cũng phóng sự đưa tin lại là để dấu chấm than rất to. Đó là những cái giới hạn của giáo hội chúng ta. Và không biết cho đến bao giờ cái việc cải cách như thế mới được tốt. Chúng ta thường lên án các nước Nam Tông á, là hạt lúa lép, là tiểu thừa. Và cụ thể ở tại Thái Lan, Tích Lan, Biến Điện, lãnh đạo nhân sự của giáo hội rất trẻ. Hiệu trưởng trường đại học người ta được bổ nhiệm ở tuổi 30 mấy. Nó phù hợp với xu thế của thế giới. Và làm đến tuổi chừng 50 mấy, tức là 20 năm, thì đó là bảo hòa về vấn đề sáng tạo và đóng góp rồi. Thì nó là mở cửa cho những thành phần trẻ khác được tiếp nối sự nghiệp. Còn chúng ta hiện nay gần như là phần lớn các vai trò quan trọng á, là tại vì trọn đời. Cho đến lúc mà qua đời đó thì bắt đầu người ta mới nghĩ đến cái cách là bổ nhiệm một vị khác vào. Như vậy là khi mình đào tạo một nhân sự tốn mười mấy năm, chúng ta tận dụng cái chất xám của nhân sự đó như thế nào? Hầu như không có. Nếu như ngoài xã hội đang buồn đau về cái hiện tượng là chảy máu chất xám, chất xám nó được chảy ra nước ngoài, nơi mà nó có cơ hội thăng tiến sự nghiệp và lương bổng quá cao, rất nhiều người giàu có yêu nước người ta cũng không thể nào giữ chân mình lại trong nước. Đang đi trong nước thì cái cạnh tranh về phân biệt đó, nó quá nhiều đi, lý lịch rồi dùng miền rồi quan hệ quen biết vân vân, để làm cho rất nhiều người tri thức có chất xám tốt đó thì người ta cảm thấy cái sĩ của kẻ sĩ đó, mà cái tự trọng của kẻ sĩ đó làm cho họ gần như là bỏ cuộc, không muốn đóng góp nữa.
và thành quả đào tạo cao nhất sẽ được các nước giàu không tốn tiền đầu tư nhưng mà là hưởng được. Đó là nỗi đau của đất nước Việt Nam và cũng như là của các nước nghèo nói chung. Thì Olympic quốc tế Việt Nam trong nhiều năm vừa qua đó đứng vào hàng top 10 trong số 80 quốc gia tham dự các kỳ thi hàng năm. Mà năm nay đó, nước Việt Nam là thấp nhất trong lịch sử mấy chục năm tham dự Olympic. Ta đứng hàng 36 trên 80 mấy. Đó là một nỗi đau, có một sự thua hậu rất là lớn. Mà nếu như chúng ta không có kích thích chất xám và đầu tư về chất xám đó, thì cái sự tụt hạng đó nó còn nhiều nữa. Năm nay đó, hàng ngàn bài thi về môn lịch sử bị điểm zero. Báo chí trong 3-4 ngày qua đưa tin rằng rõ về hiện tượng kỳ quặc này. Và có một nhà nghiên cứu về lịch sử khi được phỏng vấn rồi nói là: nếu tôi là giám khảo tôi sẽ chấm điểm zero cho chương trình đào tạo của cái môn này. Tức là không có hiệu quả. Và trong Phật giáo chúng ta cũng bị rơi vào những tình huống như thế. Hiệu quả Phật sẽ không cao. Nếu mình dạy mình so sánh về cái thống kê về phát triển Phật giáo đó, thì mặc dầu hiện nay trên năm châu lục là chúng ta có Phật giáo tồn tại, nhưng mà mật độ phát triển là chẳng bao nhiêu. Nếu không nói là không đáng kể. Ví dụ như toàn thế giới phương Tây đó, Úc là chiếm 10% phát triển Phật giáo trong vòng là 4 thập niên qua. Mà 10% của nước Úc là khoảng gần được 3 triệu trong số 30 triệu dân của nước này. Mà phần lớn đó, trên 80% đó, nó thuộc về thành phần di dân của các nước ở châu Á sang định cư mang đạo Phật theo. Như vậy là dân bản địa mà tiếp nhận đạo Phật đó, tại Úc cũng chẳng là bao nhiêu. Ở tại Mỹ thì gần được 1%. Phần lớn là của do di dân châu Á định cư bằng con đường chính trị, bằng con đường kinh tế, bằng con đường hôn nhân, bằng con đường hợp tác lao động. Như vậy là dân cư địa phương mà theo đạo Phật đấy cũng chẳng bao nhiêu. Số lượng tín đồ mới người bản địa tại châu Âu lại càng thấp kém hơn nữa. Toàn nước Thụy Sĩ mà chỉ có 1-2 ngôi chùa thì Phật sự làm cái gì? Toàn nước Thụy Điển mà chỉ có 3 ngôi chùa làm được Phật sự gì? Và cho đến bây giờ rất nhiều nước ở tại châu Âu, ngoài nước Đức, số lượng người dân bản địa xuất gia làm tu sĩ Phật giáo gần như là chưa được 5 ngón tay trên một bàn tay. Chứ đừng nói 10 ngón, 5 ngón thôi. Làm sao Phật giáo phát triển? Đánh giá trên cái con số nước A, nước B, nước C, hiện nay ta có khoảng 180 mấy nước trên 200 mấy chục nước có đạo Phật. Nghe đó đừng vội mà mừng. Cái con số thật về tỷ số Phật tử trong thống kê đó 0.0%. Bao nhiêu đâu? Là bởi vì chúng ta không có một cái kế hoạch làm Phật sự được đào tạo trên nền tảng cái hiệu quả. Chúng ta gần như là quen biết ai rồi mối quan hệ hệ phái dùng miền nhân sự thì chúng ta đưa vào lắp vào những khoảng trống thôi. Đó là một cái thực trạng không thể không thừa nhận. Ngoài bốn vấn đề như vừa nêu, theo chúng ta cần phải mạnh dạn nghiên cứu về cái nhu cầu tâm linh bằng các cái thống kê xã hội học, bằng các cái câu hỏi xã hội học để cho các Phật tử trả lời. Là từ cái phản hồi của các Phật tử cho biết là như vậy cái việc làm Phật sự tại chùa chúng ta nó đang thiếu yếu kém phần gì, bổ sung phần gì, đầu tư thêm phần gì. Giống như thị trường ẩm thực, đầu bếp nào mà giới thiệu cho thực khách cái khẩu vị của mình đó, là cái nhà hàng đó có cơ hội đóng cửa sớm. Ta phải chiều cái khẩu vị của thực khách mới đến đông. Nó có một cái mẹo giặt, chỗ nào mà tài xế xe hàng đậu nhiều là chỗ đó nấu ăn ngon. Tài xế hàng đâu có được chia phần khi mà dẫn khách đến như là các tài xế của xe bus hay là xe du lịch.
mà tự động họ dừng xuống, họ ăn họ không được miễn gì hết, mà họ ăn có nghĩa là chỗ đó nấu nó hợp với khẩu vị của người ăn. Còn chỗ nào đông là do vì cho thù lao, cho hoa hồng, những tài xế, các xe khách là chưa đảm bảo được cái chất lượng ăn ngon ở chỗ đó đâu. Rồi cũng bằng cái phương pháp này chúng ta thử tư duy tại sao các cái chùa của trung tâm giáo hội ở các tỉnh thành và cấp trung ương thì số lượng Phật tử đi đó là chẳng bao nhiêu, nó còn thua rất nhiều rất xa với những cái chùa có một vị hay là hai vị trụ trì đó. Tại sao như thế? Tại vì cái nhu cầu và đáp ứng cho cái khẩu vị tâm linh của Phật tử gần như không có. Chúng ta chỉ đặt nặng về hành chánh thôi, các Phật sự rồi thuyết giảng rồi khóa tu rồi hầu như là các dân phòng ban trị sự của các tỉnh đoàn Phật giáo không có quan hoài đến. Và chúng ta không có những cái quy hoạch phát triển các ngôi chùa trong giai đoạn này bao nhiêu, diện tích bao nhiêu thì mới đủ chuẩn để xây dựng một cái chùa. Chỗ nào nó quá nhiều rồi không nên phát triển nữa mà đầu tư ở những cái nơi mà chưa có. Phải làm sao tiến đến cái giai đoạn mỗi một làng xã Việt Nam trong số 64 tỉnh thành Việt Nam phải có một ngôi chùa, thì sự phát triển đó mới được xem là đồng đều. Có nhiều xã ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đến vài chục ngôi chùa, nó là cả một làng chùa. Có nhiều xã và huyện ở tại Đà Lạt có đến hàng trăm ngôi chùa, nhưng mà có nhiều nơi đó hàng trăm xã mà chẳng có ngôi chùa nào. Phát triển như thế mà nếu giáo hội không quan tâm thì làm sao mà hiểu qua Phật sự trong việc độ quần chúng có thể đạt được cái mức cao được. Chưa từng có một phiên họp nào chúng ta thảo luận những chuyện như trên, chưa từng có một cái hội thảo nào chúng ta nêm các vấn đề đó dưới góc độ ứng dụng và triển khai thực tiễn để 5 năm sau cái số lượng Phật tử chúng ta phải tăng lên ít nhất là 1% hay là 2%, hầu như không có. Và cứ như thế 5 tháng trôi qua với giáo hội, và mỗi năm chúng ta vẫn đồng kết báo cáo những thành quả phần lớn vô các tinh thành đưa lên. Các tinh thành thì lấy cái kết quả Phật sự của các ban đại diện quận huyện đưa lên, các ban đại diện quận huyện thì lấy kết quả Phật sự của các ngôi chùa mang tính tự phát đưa lên. Còn giáo hội chúng ta hầu như là không có cái phương châm, hầu như là không có cái triển khai về kế hoạch dài hạn, ngắn hạn trong từng năm, từng quý, từng tháng, từng tuần. Nó nhiều quá rồi lúc mà cũng không hay. Câu hỏi 3, thái độ và cách tiếp cận về hai dòng văn học Phật giáo nguyên thủy về Đại Thừa như thế nào để có hiệu quả Phật sự? Đây là một câu hỏi có chiều sâu. Trong các nước Phật giáo Đại Thừa đó thì cái nền văn học Phật giáo nguyên thủy là bị bỏ rơi. Chúng tôi được đào tạo từ trường lớp Phật học Đại Thừa. Trước khi chính thức vào trường Phật học á, chúng tôi đã có một cái quá trình tự học và học với rất nhiều hòa thượng lỗi lạc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trong 7-8 năm liền. Và tại trường lớp Phật học nào cũng có những cái quan niệm rằng Đại Thừa đó là căn cơ cao, giáo pháp lớn, lòng từ bi vĩ đại, trí tuệ tuyệt vời, như là những cái cỗ xe to, như là những cái chiến hạm lớn, như là những cái chiếc bay có thể chứa được cả ngàn hành khách. Còn Tiểu Thừa là hạng căn cơ thấp kém, là lúa lép, là hạt giống thúi, là dành cho trình độ sơ cơ. Và do vậy nó dẫn đến cái phản cảm rất lớn về cái sự phân biệt giữa hai hệ phái. Kết quả là phần lớn các trường Phật học chúng ta không đào tạo về các cái kinh điển thuộc về nền văn học nguyên thủy. Hòa thượng Thích Minh Châu có công rất lớn trong việc phiên dịch kinh tạng Pali ra tiếng Việt. Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ và Phật học viện Huệ Nghiêm dưới sự điều động của hai vị hòa thượng này đã tạo ra cái bản dịch A Hàm trong những cái ấn bản Ronio vào những cái năm đầu sau năm 1975. Và nhờ đó đó, một số Phật học viện tiến bộ đó là có cơ hội tiếp cận được cái nền văn học A Hàm, và từ đó có cái nhận thức mới về Phật giáo nguyên thủy. Và về phương diện này, Việt Nam được xem là nước đi đầu
Đó là một nỗi đau. Tức là trên thế giới này ta không quan tâm nhiều như thế như là Việt Nam đó. Nhờ một số vị lãnh đạo về giáo dục là có một cái nhìn rộng, giới thiệu văn học nguyên thủy vào. Văn học Phật giáo nguyên thủy có thể đáp ứng được các vấn đề nhân bản, những vấn đề gia đình, xã hội, quốc gia, trong các ngành lĩnh vực nào thì không có thiếu bất cứ một bài kinh gì có thể ứng dụng mổ xẻ để làm cho lĩnh vực đó được sâu sắc hơn và có được cái chất dẫn rồi đạo diễn của đạo Phật ở trong ấy. Mà biết bao nhiêu thế kỷ qua chúng ta lại bỏ rơi vì chúng ta phân biệt đối xử với nền văn học nguyên thủy này. Chúng tôi rất may mắn từ những năm 90-84 là đã tự nghiên cứu về văn học A Hàm bản chữ Hán và văn học Bali bản chữ tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và phát hiện ra cũng rất nhiều là nhiều nhà học giả khắp trên thế giới, nhiều tăng sĩ Phật giáo cấp tăng đó đã nhìn thấy trong lịch sử rằng là đây là một cái mảng gọi là quý báu về đạo đức, về minh triết, về xã hội, về tâm lý, về gia đình, về quốc gia và về hàng trăm cái lĩnh vực còn lại mà trong rất nhiều nghìn năm chúng ta đã không thèm sử dụng đến. Đó là một sự tổn thất lớn cho quần chúng Phật tử. Và tại các nước Đại Thừa, Việt Nam là một, thì những Phật tử mới bắt đầu nhập môn đạo Phật đã được thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Quan Nghiêm, Đại Bảo Tích, theo chúng tôi là phản tác dụng 100%. Trong các trường Phật học nổi tiếng khắp thế giới như là của Nhật Bản và Hoa Kỳ, kinh Diệu Pháp Liên Hoa và những kinh Đại Thừa trên đó được học vào chương trình thạc sĩ năm thứ hai. Một số nơi như là ở Mỹ và Nhật Bản học vào chương trình tiến sĩ năm thứ nhất. Còn ở cái cấp cử nhân trở xuống là không hề học, chỉ học bao quát về văn học thôi. Tại sao lại có cái phân định như thế? Bởi vì cái quá trình phát triển cái tư tưởng Phật học và lịch sử phát triển Phật giáo nó có những vấn đề mà nếu như không học về cái nền văn học Phật giáo nguyên thủy đó thì đọc vào những tác phẩm này giống như là ngư mù, như ngây, như điếc. Nó đúng thiệt giống như bản văn kinh Diệu Pháp Liên Hoa mô tả thế. Mà ví dụ đơn giản, không ai đem cái hình học không gian dạy cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 vì có dạy nó cũng không hiểu, ngoại trừ một số thằng đồng được tái sinh không bằng dạy vẫn biết, vẫn giỏi. Còn đại đa số đó ở cái tuổi nào học cái gì, phân tích ra làm sao được xem là thích hợp. Ngay cả đến lớp 12 người ta vẫn chưa học về ma trận của toán học không gian n chiều mà vẫn học không gian bình thường thôi. Đến đại học người ta mới mở rộng cái tầm nhìn, thì lúc đó ở tuổi 18 tri thức được phát triển, cái kinh nghiệm nhận thức về tư duy sáng kiến đó mới có thể giúp cho người học đó mở mang tiếp nhận được và tiêu hóa được nó. Nhiều trường sơ đẳng Phật học theo chúng tôi được biết tại Thành phố Hồ Chí Minh mới năm đầu tiên cho những cô chú xuất gia 12-13 tuổi mà đi học kinh hiền nhân. Thế giới ta học kinh đó cho chương trình thạc sĩ năm thứ hai mà mình đi học ở cái năm dở lòng. Rồi đề thi có năm nào đó ở cái cấp sơ đẳng Phật học hãy nói triết lý kinh hiền nhân, trời ơi tiến sĩ là không biết nổi hôn nữa. Nó quá nhiều lỗ hổng về quy trình sư phạm giáo dục trong các trường học của chúng ta và trong cách đào tạo của chúng ta. Chỉ vì chúng ta đã từ lâu phân biệt đối xử giữa hai nền văn học. Do đó thầy chúng tôi, các chùa tại Việt Nam phải mạnh dạn, không nên bị lệ thuộc bằng sự nhập cảng nguyên si chương trình Phật học và tu niệm của Phật giáo Trung Quốc, dù nó không còn thích hợp nữa, đã từ lâu rồi. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ,
số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.